Thưa quý vị, năm học 2020-2021 đã đi được gần một nửa chặng đường. Vẫn còn đó nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tình hình thiên tai, bão lũ. Nhưng ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, sáng tạo. Xác định năm học 2020-2021 vẫn là một năm học khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cho nên, ngành giáo dục thành phố đã linh hoạt, chủ động, tích cực ngay từ những ngày đầu tiên của năm học. Sau những dư luận, ý kiến trái chiều về chương trình mới, sách mới, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng đang dần đi vào nề nếp. Các giáo viên đã bắt nhịp với sự thay đổi, có sự điều chỉnh linh hoạt trong phương pháp dạy học theo tinh thần của chương trình mới, góp phần thực hiện tốt yêu cầu đổi mới giáo dục. Học ở cái chương trình mới thì tôi thấy là học sinh nó cũng có nhiều thay đổi về cái phương pháp dạy học. Đâm ra là các em có nhiều cái phấn khởi hơn, tiếp thu bài một cách vui hơn và dễ hơn vì các cô đã áp dụng nhiều cái phương pháp dạy học mới. Năm học 2020-2021, trường mầm non Bình Minh, phường Thuận Phước, quận Hải Châu chính thức đưa vào sử dụng khối nhà được xây mới để phục vụ đề án thí điểm nhận trẻ mầm non từ 6 đến 18 tháng tuổi của thành phố. Đến nay, đã có 15 trên 17 trường mầm non trong dự án giàu tính nhân văn này đã triển khai nhận trẻ dưới 18 tháng tuổi. Mà mới đầu gửi thì rất là lo luôn á, tại vì nó còn quá nhỏ đi. So với cái lứa tuổi thì gửi trẻ là được rồi, nhưng mà con mình còn nhỏ vì cái thể trạng. Thời gian gửi được còn cỡ tầm một tuần là thấy bé về, thấy chơi, biết hiểu thêm được nhiều cái nữa. Là hỏi gì mẹ hỏi gì cũng trả lời, cũng biết được. Nhận biết được cái này cái kia. Nên lúc đầu năm là cô rất là vất vả, rất là khó khăn trong việc chăm sóc trẻ. Nhưng mà dần dần thì bây giờ đến hiện tại giờ thì cô cũng đã quen dần với những tính cách của mỗi trẻ rồi, nên là cái việc chăm sóc trẻ nó cũng đỡ một phần rồi. Năm học 2020-2021 là năm bản lề kết thúc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố xác định tiếp tục tập trung rà soát và lập quy hoạch ngành giáo dục đào tạo theo quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh việc triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Năm học 2020-2021 thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng đồng tâm, đồng lòng để thực hiện nhiệm vụ năm học một cách tốt nhất. Ngành cũng sẽ thực hiện tất cả các đề án mà thành phố đã giao cho ngành. Và đặc biệt là trong năm 2021 là năm đầu tiên chúng tôi sẽ thực hiện đề án mở rộng cơ sở vật chất trường học. Cũng trong năm học 2020-2021 thì toàn ngành cũng sẽ cố gắng hết sức để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên để mà đủ điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Biến thách thức thành cơ hội để đổi mới phát triển, năm học 2020-2021 tuy mới đi được hơn một nửa chặng đường, nhưng ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng đã từng bước thực hiện các mục tiêu đề ra, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục.